hai vlog nha mọi người. Thì mình là Hân nè mọi người, kế bên mình là Nhã nè mọi người. Hiện tại là hai đứa mình đang đi xuống dưới nhà của anh Tấn di chuyển ở dưới cái tàu nha mọi người. Tại vì hôm nay Hân có mua được một ít tôm sú, nó rất là ngon mọi người. Thì ba cũng đang ở dưới nữa, nên là bây giờ mình đi xuống dưới để mà làm món ăn chế biến dưới nha mọi người. Đó, bây giờ cùng Hân với Nhã đi xuống dưới nha. Bữa giờ lâu quá chưa ra clip cho mọi người xem được. Mọi người thông cảm nha. Tới nhà của chị Yến rồi mọi người ơi, lấy đồ xuống. Gì vậy, đổ gì vậy? Đổ gì đâu. Trời, tụi nào đổ chắc dục cái xe luôn á. Dép ai? Dép bán tối ngày để xe. Chị Yến chị đâu rồi? Không biết luôn. Trời, chắc chị đi gọi đầu á. Đây. Sao hả? Không trả lời luôn. Đi vô. Ủa rồi, anh Tấn rồi đâu, mất tiêu hết trơn rồi mọi người. Hello bà ta. Mơ mộng gì vậy? Wow. Bữa giờ mới thấy rồi. Anh đi lấy hình luôn á. Không, bữa giờ thấy lâu rồi nhưng mà tấm hình này đẹp. Anh Tấn anh biết mình xuống rồi mọi người, cái anh mua cho một ký nho nè mọi người. Mua cho Pudo ăn nha, em lấy em ăn đấy, em nói mua cho em. Mệt quá hả? Anh Tứng anh cũng cho mà. Nó ngon lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ lặt rau. Anh Tứng đang nhúng than ở ngoài trước. Rồi chuối nè. Chuối này chưa chín hay gì á? Chưa nấu. Hùng hả? Chuối nấu đâu nha, đâu ra không dạ. Chuối sống. Hồi nấu. Ừ, hồi. Không ăn chuối sống. À. Ừ. Đây mọi người, nãy có nhờ anh Tứng anh đi chợ mua rau sống rồi. Đây mình thịt thì mình ướp sẵn hết rồi, nên là nhờ anh đi mua rau sống. Tại anh đi ở trong vườn anh về nên là anh tiện anh ghé mua rau sống giùm mình luôn. Thì bữa nay xuống dưới đây chơi để mình ngủ đây mọi người. Sáng mình chở chuyến đi công việc nữa mọi người, cho nên là mình mới xuống đây sẵn tiện chịu có mua tôm rồi nè. Rồi đem xuống đây cho ba mình ăn luôn. Hôm nay ba mình dưới đây nè. Đó, đó là ba mình. Đó là thằng Kudo siêu quậy. Đó, 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 thấy không, thấy không? Nó là thằng siêu quậy luôn á mọi người. Nó là thằng siêu quậy luôn á. Còn bây giờ thì mình đợi Hân lật rau đi, ra nướng mấy cái đó. Xong rồi ăn thử mọi người xem coi tôm với heo rừng ngon không nha. Làm gì anh Tấn? Khang là giờ nhúng gì không nha mọi người? Cho lẹ. Giống này là tóc hành. Hỏi rồi đốt lửa không công. Đi mẹ Kudo về mọi người. Đi gì mới đi cái sạc mà. Chỉ đi rồi xong cái gì chứ lấy cái gì dao kem nào ba gì á. Đi đâu hả? À, đi dao kem. Dao kem ô mai. Ăn đồ nướng này thì gồm có rau thơm. Rồi ở đây là salad hả? Không phân biệt được luôn. Này phải xà lách không? Đúng. Xà lách. Xà lách là xà lách Nhật. Cái này là dưa leo. Cái gì vậy? Chiến. Còn cái này là cà chua húi. Cà chua húi gì vậy? Nè. Ủa? Ủa? Cái gì vậy trời? Vụ gì trời? Alibaba 4, tổn. Buồn bã. Nhã thì đang like bán hàng ở đằng đó nè mọi người. Và lá xeo lên đó. Đang like bán dép. Chị Yến thì phụ quà. Chị Yến thì chỉ phụ quà nè mọi người. Đây thì mình đây nha, này là đồ mình đem xuống nè các bạn. Mọi người chỉ lộn trời. Đây. Có một tay à, nên là nó cũng hơi khó nha mọi người. Đó. Này là tôm. Tôm này thì chắc là nướng mọi mọi người. Đây một con của nó nè. Cũng khá là to đó. Ủa ra đây nha. Đây. Đó tươi lắm mọi người, nãy mình à. Đó 1 kg gì là mình mua 350 nè mọi người. Đây. Con này là heo gừng ướp nè mọi người.
Đúng rồi, đây chị ơi, bữa nay là chị tôi đóng tiêu hết trơn rồi, chứ ngon lắm nha. Bạn, em mở ra cho mọi người coi. Ba hờ đó bạn. Đen xám nâu. Nâu nâu là nhìn lâu mới hấm rồi. Đây. Nó rất là hấp dẫn luôn nha mọi người. Để chừng nào mà than nó tàn xíu rồi mình sẽ nướng nha mọi người. Đây than tàn rồi mình sẽ để lên nướng nha các bạn. Đây. Để lên nha mọi người. Hôm nay ướp được cái màu này rất là đẹp luôn. Đây. Mình để lên để cho nó chín nha mọi người. Tôm thì chắc nướng sao tại thịt heo. Đây, nhả lai xong rồi tới nhả ra nướng nha mọi người. Lai được 6 đơn luôn đó. Dữ ta, giỏi quá. Lai được 6 đơn luôn mọi người. Mình có bán dép mọi người. Dép da nam của mình nè mọi người. Dép này nè. Châu bò chắc dữ lắm. Để đắp tờ. Mọi người muốn mua thì qua bên TikTok của mình nha. TikTok của mình là Thanh Nhã Black. Đó mọi người thấy không? Mình đưa mấy tấm hình cho Hằng ghép vô video cho mọi người xem. Những cái đôi dép mình đang bán. Dép đó chắc lắm mọi người. Dép đó mà hả mang đi ruộng đi đồng là bình thường luôn á bà ơi. Sao khó dữ vậy ta? Do là ở trong đó khói quá các bạn ơi, bay qua nhà bà Tám rồi nữa cho nên là mình với Hằng đem cái bếp ra ngoài đường, ra ngoài cầu rồi nữa. Mọi người coi khói nó như cháy nhà vậy trời. Không hiểu sao luôn á, mà khói khủng khiếp luôn rồi mọi người. Nè, tao biết này mọi người, cái nữa. Sao heo gừng nướng khói dữ vậy, không hiểu luôn á. Nó lên ngủng 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 luôn. Bởi nên là thôi đem ra đây nướng đi mọi người. Ngoài đây nó cũng mát, không có nổi ấy lắm, chỉ hơi tối xíu thôi. Phải pha bằng đèn led để chở thịt được. Trời ơi, có hay đường không? Khỏi là không hay đường luôn á. Trời ơi, ôi, đã quá. Như bồng lai tiên cảnh vậy anh ra đứng đó làm bụt đi anh. Rồi hồi chắc nguyên cái đầu bụt khói, hồi tối không quá. Khi ra đây, hồi xưa, hồi nhỏ mọi người, hồi xưa nó hồi xưa nghe ghê quá. Hồi nhỏ mọi người mỗi lần mà ở nhà đốt ghét đồ. Mỗi lần ở nhà em đốt ghét, đốt lá cây đồ á. Cái xong là mình sẽ đi ra làm sao cái lạng khói đó mình đứng mình làm tiên á ở đó mọi người, một lát vô cái đầu thứ quá nó hôi khói khủng khiếp luôn mọi người. Thì lớn lên mới biết đừng có chơi ngu vậy mọi người, cái đầu hôi khói lắm. Mình mẩy cũng hú gình nè mọi người, bởi giờ hết dám làm ông bụt rồi. Hồi xưa là chuyên môn chạy vô cái lạng khói đó cái làm ông bụt, làm ông tiên xuất hiện gì đó mọi người. Giờ hết dám làm rồi, hôi khói lắm. Anh Tứng với Nhã đang nướng ở bển mọi người. Để đi qua bển thử rồi. Nãy giờ mình vô rồi dọn chén. Để đi qua bển thử rồi coi chín chưa nha. Không thấy đường. Chín chưa? Anh chín rồi nè. Anh chín rồi hả? Có anh em mua mình. Wow. Để chở tôm này cho coi nè. Tôm này nó rất là bự luôn mọi người ơi. Tôm nái nè. Cái gì vậy? Chở gì kỳ vậy? Wow. Để mấy đứa ra đem tới, nó chín rồi đó. Ngon quá mọi người ơi. Ăn con tôm này là chất lượng luôn á. Để nướng xong rồi mình sẽ vô chổng review con tôm này cho mọi người xem nha. Vì thằng này mà ông ngoại nó không được ăn. Con nói kìa, nó đu như là con khỉ mà đu ba nó đu mẹ vậy đó. Đây thì đã nướng xong luôn rồi, chứ này là tôm. Còn ở dưới này là heo gừng nè mọi người. Ui, đen vậy? Không có đen, tại vì vô nhập cam nhìn đen á, chứ ngoài nhìn cũng đen à. Nói chung là heo gừng là phải vậy á. Thơm quá trời ư luôn con. Đây mình sẽ ăn thử một miếng heo gừng nha mọi người. Với lại nãy ướp màu đỏ, cái nó gà màu lên. Ờ, bữa nay cái sốt ướp hơi bị đẹp. Cắn đi, vô đó mà dẻ, trời ơi, heo gừng nó dai chết dẻ. Đây, mời mọi người nha.
Ui yếu quá trời. Hả? Mặn hả? Ừ. Ai ướp? Rồi, ai sớm ướp? Đã nói rồi, không có niêm cái hũ đó mà đi dám đưa vô ướp. Hơi mặn thôi. Khỏi một chấm muối luôn á. Thua rồi. Mà mình ra được rồi mọi người. Mặn. Sớm không niêm, không niêm nếm cái hũ đó mà em đi ướp vô một đống rồi. Ướp em nó hấm ngọt rồi đó. Trời ơi. Rồi em có niêm hũ đó ngọt hay lạc không? Hay thiệt, mày dám ướp hay thiệt. Rất bằng cái hũ gì để trong tủ lạnh á. Ba thử đi heo rừng á. Có chấm không? Ba khỏi cần chấm mà nó này. Này là heo rừng. Dạ. Mặn hơi. Ba thấy mặn không? Nó đậu mặn dữ ăn mà. Mềm nha. Dữ ăn mệt trong mặn. Nhưng mà nó thơm lắm luôn các bạn. Ngon mà ngay. Đây mọi người xem cô bé niềng găng heo rừng nha các bạn. Cô bé niềng găng. Bé niềng găng ngày mai. Cô bé này nói chuyện gì câu đỡ không nổi nè. Rồi mày quay vô hết, mày làm gì quay tao hoài vậy? Cái cách ăn. Tao cắn không nổi là cái miếng da. Tao cắn mày không nổi miếng da, quay tao hoài vậy. Da heo mà khó cắn. Ok mọi người, để lát mình sẽ review con tôm. Băng con tôm đi ba, nó bự lắm. Băng review con tôm đi ba. Tôm kiểu tôm gì? Tôm sú, thiên nhiên. Thiên nhiên. Ngon đủ ha. Dạ. Mấy đựng đỏ không? Để con lấy cho. Thôi đỡ phải đi Cà Mau ăn tôm nè ba. Đúng rồi đó. Đợt ăn ghiền luôn á. Tôm ở đây bán hả? Đúng rồi. Ờ, ngon quá trời tôm. Đã không? Thịt đã không? Đó. Thịt quá trời thịt luôn, gỡ gỡ vỏ cho mọi người. Quá trời thịt lên, chấm luôn bơi. Rồi, ok. Chấm cho mọi người nha. Mọi người nha. Nướng thịt nó thơm nha. Tôm nó dai cho. Ngon chực. Tôm dai mọi người ơi. Quá. Ngon. Chị Yến đang lượng tôm là bự nhất nữa bạn. Anh Tấn ai đây anh Tấn? Chị Yến lột xong rồi quay mọi người xem nha. Con tôm này mọi người, cái thịt với nó với con tôm càng thì tựa tựa nhau nha. Nhưng mà để mình thử nha. Mời mọi người nha. Dai. Vừa dai. Nó vừa ngọt nữa. Dai cực kỳ mọi người. Dai hơn tôm sông mình nhiều lắm nha. Dai thơm ngọt. Sao chị? Được không em? Ngon. Ngọt. Đúng rồi, ngọt lắm luôn á. Ngọt như để đường ý. Con này nó ngon tương đương với cái con. Cái thịt của nó thì tương đương với con mà bữa mình ăn ngay trong tim mình đó mọi người. Con 7 con ký á. Con tôm sú này luôn nhưng mà nó bự ba ngón tay nè. Bự lắm mọi người. Bữa mình ăn trong chòi trong tim mình á thì cái thịt nó tựa tựa nhau mà con kia nó bự hơn thì ăn cảm giác nó sẽ đã hơn nha. Đã. Cô đồ đang coi sư huynh nhân cứng lạ. Nói chung là bữa nay là món này ngon nha mọi người. Heo rừng thì khỏi nói rồi, còn tôm này chắc khỏe ngon. Giờ nói chung là nãy giờ cũng lai gai rồi cho nên là hơi quần rồi đấy. Nói chứ bình thường xuống thì mình với anh Tấn với ba mình nè mọi người hay uống nha, về lon về lon. Mình với anh Tấn với ba mình bỏ ai đâu vậy? Em nói gì nữa, em ngồi nghe khung hình rồi. Nói chung luôn vậy. Mình với anh Tấn với ba với thằng mọi người hay gọi là chiến rồi nữa nè. Cu đô nữa mọi người. Cu đô bữa nay làm cũng được lon gửi. Ba uống có một lần mà nghỉ rồi nè. Cu đô nãy vui à. Cu đô nãy giờ mấy lon rồi đó. Cu đô 2 lon gửi rồi. Cu đô vậy nè. Có con tôm ăn giờ 8 tiếng hồ chưa hết. Nói chung là vui, ngồi chơi vui mọi người. Người uống lon thì lon vậy đó mọi người rồi.
giải trí thôi mọi người, xong rồi họ đi ngủ. Tại sáng nay mình chở Chiến đi công chuyện nữa cho nên mình xuống đây mình ngủ luôn mọi người. Thôi cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình với Hăng nha mọi người. Nếu mọi người thấy video gia đình mình vui, không có vui rồi đó, thì like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Ai mua kem ủng hộ em nha. Thôi mệt quá Yến ơi.